Nhan tầm bột rán này, bim bim của con vất vả luôn này, chân nó giòn này, thịt nguội sáng ngày sái to quá khó ăn. Thế nên bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra để cho dễ ăn. Ăn cùng với lá sắn chuyền này, hái sáng ngày này. Mời mọi người ăn nhé. Đầu tiên là phải ăn bim bim. Ngan tầm bột cháy tỏi. Không ngon lắm.
Uống nước no rồi. Thôi để tí nữa rồi mình múc mang thịt nguội này sau cho mọi người.